Xin chào các bạn nhé, đã có 100 chiếc quạt điện HD12V của bên mình cung cấp cho các bạn ở trên TikTok rồi. Và đây là một doanh số khá là tốt, thì bên mình xin cảm ơn các bạn đã lựa chọn và ủng hộ shop bên mình các bạn nhé. Thì đây là một chiếc quạt điện mới, và nếu các bạn quan tâm đến với dòng quạt điện 12V, chắc các bạn đã biết đến quạt điện 12V của điện cơ HD. Đây là một dòng sản phẩm mà chạy khá là ok, khá là tít và nó rất êm. Năm nay thì bên mình cung cấp dòng này, bên mình có đặt hàng là về hộp số này của nó thì sẽ là có tốc độ luôn các bạn nhé. Thông thường như các bạn biết là những cái quạt điện 12V thông thường số 123 này thường nó là mạnh hết cỡ luôn. Tuy nhiên năm nay bên mình đặt riêng năm 2024, năm nay là số 1 này, số 2, số 3 thì số 3 sẽ là số mạnh nhất. Và ở đây quạt chạy thì các bạn sẽ thấy là nó tút năng quay sang trái ra sang phải. Ở đây thì với những cái quạt này, khi mà các bạn sử dụng á, thì khi mà mất điện các bạn sẽ muốn cho quạt chạy thì các bạn sẽ tận dụng những cái bình acquy đang sử dụng ở nhà, ví dụ bình acquy xe máy, bình acquy xe điện, bình acquy xe ô tô để các bạn có thể sử dụng được. Ở đây nếu mà các bạn có 2-3 cái quạt thì các bạn sẽ cặp ở đây là sẽ sử dụng được nhiều quạt. Và lưu ý, quạt này nếu cái độ AH của nó, cái dung lượng AH càng lớn thì các bạn sẽ sử dụng quạt được càng dài các bạn nhé.